Này áo bố đi cặp 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 không? Nước càng cạn nó càng nhiều, chứ còn sâu quá. Đi lên mấy đây nè tao mà. Đây nè. Nãy thấy nhiều lắm mà tao không có bắt thì không có tay để cầm. Đây nè. À, bình mì viện Bạch Mai giờ nghi ngờ tới 14.000 rồi kia. Mấy giờ sáng giờ là thì lên tới 130 mấy ngàn người nhiễm rồi mà. Thì một ngày là cứ 20.000, 30.000. Kinh chứ mấy tiếng hồi là thấy mấy ngàn rồi. Giờ tới đâu tới biết sao giờ. Đường ra ngoài nhiều thế. Mà vô đồng bắt ốc là an toàn nhất. Chứ càng la cà quán xá nhậu nhẹt thì càng có nguy cơ không tốt cho mình. Búa đen có không? Có búa vàng không đó, búa vàng búa đen. Anh bị bắt lại rồi. Búa đây là bao la. Mà anh đứng ở chỗ Kim Ngọc á mà. Anh phóng nhanh về tới nhà mẹ rồi, phải dưới đây rồi anh. Không biết anh đi đâu. Đấy là đứng, đứng ở Kim Ngọc hả? À, đi từ từ quay quẹo vô lò than đó rồi quẹo quá. Không đi anh thấy anh phóng rồi. Kim Ngọc ngày nào nó đứng chỗ đó. Đấy là anh sợ anh phóng tiêu. Một xíu mình cũng phải đi tại mình dừng đó tụi nó thắng mình. Nóng quá. Chẳng ký vậy hả? Covid. Ở đây khẩu trang ngay khi đi bắt ốc bươu phải đeo khẩu trang. Anh em thấy khổ không? À? Đó, đi bắt ốc bươu mà mình cũng phải đeo khẩu trang. Sợ Covid quá. Lên dòm đây tâm này. Ở dưới đây ít lắm. Dòm đây nè. Ấy là lên chồng lên nó nhiều lắm, nó nãy nó dày đặc luôn á. Chỗ này 5 con luôn nè. Đây đâu ai đi đây đâu. Tâm sao? Nước trong. À. Cá đâu phi hết rồi. Chỉ có mấy người đi chích lưa điện thôi chứ. Còn hoàn toàn đâu ai lên đây. Hoặc là mấy người đi cắt rau muống á. Đâu phi con. Hay gì? À. Nó lên cạn không à, nói chung ở đây cá đâu nó lên cạn nhiều. Ốc đồ nó lên cạn hết. Với lại bên kia người ta bắt nhiều quá chứ không phải. Kia người ta bắt quá nó hết. Qua đây tâm nè. Qua đây vào đoạn này tới đây là lên luôn nè. Hả? Cạn là bò nó ta thả bò đó không hả?
chờ xíu đi, bắt bớ bưu đó. Đã 9 giờ mới đi mà. Mấy giờ này hối về rồi. Con này ốc to hơn. Cầm hết nó dìm hết. Nhiều đoạn này nhiều nhất à. Tại vì đoạn này là bữa giờ chưa ai bắt. Chắc vậy. Chắc cũng có thể là như vậy. Sát luôn. Cá mớ luôn á. Chỗ này lũ khủ luôn ta. Đây không thấy con to lắm. Vừa không. Như ốc mà chợ thấy có con mà mấy con ký á. Dở ốc lên ốc nó cười luôn. Để nè. Tập tập không mà, giao phối để đây. Ơi trời. Á cái gì á? Mẹ. Biết mà. Đó đó, đứng chân hay gì? Nó chạy rồi. Chà đi. Hay ngứa. Tập chà đi. Thôi tiếp. Bữa giờ mới gặp con đĩa lần đầu tiên hết rồi. Thế là đó mình đó nãy giờ câu cá bự luôn rồi. Bữa giờ mình không biết con hồ đó nó ít dài câu. Nó to lắm. Đã. Thấy câu lên có bão tay không? Nhiều lắm. Bây giờ mới gặp con đĩa đầu tiên luôn trời. Tại vì cái chạy qua bển mà. Nó thông nhưng mà nó cạn quá nên nó không có cái lớn không có qua được. Là người ta ít có giăng bển thì giăng bên đây không hả? Thành ra cá lớn bên đây dính hết rồi. Theo không mày? Nó nó buồn nào ở trên cái bằng chân mình luôn, mình dở lên giật mình. Thầy thấy ngứa sao ngứa dữ vậy? Nó đang cứa da mình á. Nó bữa giờ vô 4 lần rồi, tôi còn vô đây 4 lần rồi mà chưa có đĩa nào hết. Đứng là nguy cơ về dễ dính trưởng đó. Này, nó đang đẻ luôn. Đẻ trứng. Nó giống cái băng chuyền á, nó đưa trứng lên chạy vòng tròn mà sắt thay nó cuộn. Chuyển vậy. Rồi lên nó đẻ nó cuộn. Nó chạy đưa được cái trứng lên. Ủa, mình coi nó đẻ hả? Thì nó đâu có con nó đang đẻ mình ngồi coi. Nó đưa từ cái trứng lên. Hay à. Rồi đẩy từ cái trứng lên. Biết hay bằng tải vậy. Con nào đang bắt nó bù nó tay không nè. Mình đẩy tới đây nè, bị cái dây này. Về đây ba. Đó. Con nữa thôi. Đoạn này thưa.
Tôi muốn nó về lấy, tôi muốn trắng ăn đó ta. Tôi muốn đỏ. Cái đó là cho thỏ. À. Không, ý là ăn thì lấy, tôi muốn trắng á. Hồi nãy có bước đâu muốn trắng không? À, thì nèo cũng được. Không, nếu mà ăn là nó muốn trắng nó không có chát. Tôi muốn đỏ chát. Hay là cho xuống lưới. Nhiều 2 kg gì vậy? Sao sao ăn mà xỉu à? Bữa nay nước đục quá bắt khó chứ không phải. Mấy bữa nước trong lắm. Cá mẹ. Hôm nay tẹo ta. Bữa nay tôi may mắn lắm á. Tôi dính được con đĩa. Mà nó bu quá chừng à. Chật mình luôn. Từ bữa giờ đi vô đây mấy bữa rồi, bữa nay mới gặp đó. Thôi, thu lưới lên vậy.